Chào mời, chào đi, anh Hường trước đây. Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng giao lưu cả Lộc Túc và PXT. Anh nhìn Phúc cắm lỏ đấy. Ok, chào mừng anh em đã đến với channel của Lộc Túc và Eva Channel. Và mình là Phúc Sóc Lọ đây. Hôm nay mình sẽ chơi khẩu đắc lên thẩm du cùng anh Lộc Túc. Anh Lộc đâu nhỉ? Thùng hàng nhá. Thùng hàng đây. Em trên thùng hàng đây. Đâu xuống đâu xuống. Đâu lên đi. Anh chơi thùng trên chỗ ngay lồng này. Đây thùng này, chỗ rìa này này. Thẩm du thôi. Nhiều anh em cũng bảo là làm clip drama nhiều quá, nhưng mà thực sự thì không làm cho ai biết làm cái gì bây giờ. Bây giờ thì không update cái bất kỳ chế độ gì nữa. Đồ phộng. Mọi người thấy được mạng nào kia đây? Bắn nãy giờ chưa mạng nào ạ? Mai nhân kia bắn hỏi tấn công rồi. Vâng, chắc có lẽ mình nên đi săn thôi. Bạn là Vi Trần. Người chắc là một là nữ này, không biết có khai không. Vâng, còn trắng vô mô. Thôi cứ nằm đây cho nó. Thôi thôi cho nó cả vớt đi, cho nó cả vớt đi. Cho nó cả vớt nhiều rồi. Đừng đừng đừng. Chơi lầy thế này cả anh sao? Thanh niên này ngây quá. Anh cứ đứng đây đây là nó cảo anh. Rồi xem nó là nó cảo mình không. May quá đó. May quá anh kiểm trợ đấy. Nó cảo vớt mấy thằng ở dưới này thằng mình lóc chóc mà kiểu kiểu cầm sao ấy. Thanh niên thể hiện đi à? Bốc cặc phải không? Đây rồi, ngon quá. Đấy, đâu rồi? Ngon, 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 ngon. Ngon, ngon, ngon. Đây, vẫn đang trên. Đu, 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 đu. Ok. Đấy anh yểm trợ cho. Yểm trợ đi mình ca hết toàn bộ. Quên đi là đêm gồm. Ngon mà nhiều đạn nữa. À anh ăn nè. Đù. Sao đây? Ông Lộc. Ông Lộc trốn đâu rồi? Mình phúc một tháng sơn nè. Phúc cái hùng đấy. Hả? Cái hát sushi này. Mình hùng một thân thơ này. Mình hùng ôm trụ. Giờ chạy. Mày này, đu. Mù vẫn chết là một thằng. Ôi, ghê quá. Đù phộng. Sao Hùng ăn tham thế nhỉ? Đã bằng 2 kill à? Vãi thật. Hết giờ, hết giờ. Hết giờ. Lại thẩm du thôi. Kìa thùng hàng nằm zoom kìa. Lộc Thành à, zoom à? Rồi chạy đi, chạy cho anh Lộc cao đi. Trên cao anh Lộc ơi, sau kìa, sau lưng trên cao. Bắn thốn lắm. Ô toàn thẩm du thôi. Qua đây. Đây đây. Đây 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 đây. Sao đi hả? Sao đi. Rồi quay đi đi ra ngoài chơi. Đứng đây làm gì? Thôi đứng chờ zoom nhiều rồi quẩy chứ. Đi đi ra ngoài online. Kìa 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 kìa. Đáp mù đồng đội. Rồi. Mình cũng mù luôn. Đù. Không bắn thì chúng nó bắn thôi. Ở đây không thể nào tránh được. Anh
thế sau nó không hiện cái bảng nó chọn zombie này, nó đang lag là gì ạ? Đó, chắc là do mạng lag đấy. Hồi ra đây, ông Phúc này. Kìa kìa, anh Lộc kìa. Kìa, nhìn đi ạ. Ô thằng này nó bị ngáo à? Nó cứ cầm gậy ra bổ anh thôi. Đồ phộng. Rồi ngon ngon ngon. Phát này nó hay rồi, hay rồi bạn. Thế kia nó tẩm dù hết rồi, đánh đâu mà luôn được. Rồi đi thôi. Anh Lộc có gì thay em nhá. Đừng có cào sau đít nữa. Thật vào đúng thằng cao thủ zombie này. Bắn thế mà không trúng chứ. Vãi thật. Để cho mấy thằng cầu gần chết bớt này. Bọn này thẩm du kinh quá. Không có thằng nào ở bên dưới cả. Kìa sân. Sân cô hàng. Bỏ cháu nào trên phía này. Ăn quá. Ôi. Vãi. Kiếp này không mà không có thầy không có hấp diêm được thành thiên người nào. Thôi té rồi, đu. Bây giờ thì bên dưới sân khá là đông. Rồi, hay quá. Bác đi chạy thôi. 5, 4, 2, 1. Bác đi chạy. Rồi. Này kiểu bây giờ anh em vào lồng đi. Hay là đứng trên này. Vào lồng đi. Cô vô nhau này. Em nhiều đứng thẳng lắm. Đét. Không vào nhau nhá. Biết quái, vào nhau nhá. Ok. Anh biết quái rồi. Xuống nhau. Ra ra. Không ra được cơ. Bắn được không ra được. Kìa kìa, anh Lộc, đông này. Rồi, ngon quá, hay quá. Là thằng này. Bình tĩnh, anh Lộc bình tĩnh. Bình tĩnh thôi. Để em xử lý mấy thằng con này. Đu. Ghê quá. Lộc đâu rồi? À đâu, Hùng đã trốn rồi. Rồi, ăn quả sau lòng thối mặt luôn. Đu. Chém ghê đấy nhỉ. Có mấy anh hero thôi. Anh hero mà. Anh hero mà. Này. Để em con này cho. Ơ Hùng à. Con thằng này nhìn nó ngu lắm. Nó ngu lắm. Tỉnh lắm ấy, đừng có khinh. Còn cút mấy chắc là chết rồi. Vừa chạy lên tới bụng vừa chết xem. Thôi nằm lớp mộ quá, sắp mộ này. Rồi là chết chưa. Rồi sau 3 ván thì bây giờ Hùng đang dẫn đầu với 58 kill. Thánh liếm rồi. Đường điếp sạch vét, vét sạch máng không có cho rồi. Hay quá xuống hút. Anh số nhỏ 2 trận hồng luôn này. Đứng thứ 2. Ê, mày quá. Chém nó chết rồi. Sắc mặt rồi. Đồ. Phúc thể hiện cái skin móc cua đi. Bắt gì em chỉ có đi móc cua thôi. Đấy mọi người xong thể hiện skin móc cua đi. Rồi này được hiện móc cua cuối được 9 tháng rồi sao ấy. Được rồi. Vẫn này ra móc lần à. Chết kìa. Đâu, cứu. Kìa, đi thôi. Thằng ốc lần như thế là con thằng ốc lần là gì ạ? Đầu tôm, thằng đầu tôm Romade đây nữa.
Ừ, đấy, có zoom, có zoom. Ông lại phát đấu kìa. Một thanh niên nhây thế nhỉ. Rồi, liếm luôn, ngon. Kìa, úi đu. Liếm đi. Anh Lộc này. Vào đây cào em nhá. Ờ, đây cào Lusa Phúc à? Vâng, em chưa ai. Nhìn đẹp xa nhất vũ trụ đây. Ui. Rồi. Đấm phốp luôn. Ôi. Ôi. Lại có tí bên kia nhé. Ngoài đây anh. Ông đứng đây nhé. Ông đứng đây nhá. Đứng đây. Hết cụ đạn còn đâu nữa. Đu đu đu. Chạy không kịp vậy. Đắng lòng. Nhìn tướng như vậy nhưng mà so nhỏ lắm. Nhỏ sao? Không nào mà đu được đó. Đừng có khinh địch. Úi ôi. Thầy đô chém ghê quá. Ở bên thằng này anh cân nhau. Coi. Đi bơm miếng máu là như chết. Hả, đi làm tích anh đã. Thằng này cân nhau rồi. Đẹp quá. Nhưng mà chúng ta tới với hiệp đấu cuối cùng rồi. Lần này mình sử dụng khẩu flash này. Ở Ác Anh có khẩu flash M38 luôn, nhưng mà anh sẽ dùng khẩu 6 long. Quay tay thôi. Đù phộng. Rồi xong. Tuyệt vời quá. Nó hấp riêng mình rồi cái đâu nữa mà cao cái gì. Hay xuống làm luôn mới tắt được rồi đấy. Phải đấy là tắt rồi. Phúc xuống. Hay xuống làm luôn với Phúc bị cả luôn. Thôi đừng. Cái cảm giác này. Chui. Bắn nó không chạy được. Cày quá. Ừ, đúng rồi, anh em chơi tình cảm với nhau xuống làm rung. Đâu. Đây à? Thằng này chạy. Mày chạy này. Ui dồi, chết rồi, ngon quá. Phần này phải dã hero luôn. Làm chú quý là máu nó khá là trâu. Chơi vua xuống đi thì nhau vào nhiều kia nữa. Bắt nhiều kia hơn này. Rồi, xong luôn. 6-2 chết 10. Như vậy là chúng ta đã có kết quả chung cuộc rồi. Chúng ta 3 anh em mình đều đứng ở vị trí 1-2-3. Chào nào chào. Đó, DK BH Sushi đầu tiên này 76-6. Anh em DK Sushi, anh em BT 62-10. Anh